Minh ơi, anh về nè Minh ơi. Dạ. Ủa Minh, Minh mới về à? À, anh mới về nè Minh à. Sao, ở nhà mình chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi à? Dạ xong hết rồi Minh à. Mình biết không, hồi chiều em đọc báo, thấy báo đăng tin tướng cướp Bạch Hải Đường vừa giết người cướp của. Em sợ mình về không được, em rầu ghê gì đó. Nè đâu có được, dù bận công chuyện thế nào anh cũng phải về đây. Chứ không lẽ khách khứa đến này nhà mà chủ nhà vắng mặt có sao được phải không Minh? Bây giờ mình nhắm mắt lại, xòe tay ra. Nhắm mắt lại xòe tay ra à, chi vậy Minh? Thì nhắm mắt lại xòe tay ra đi. Nhắm mắt lại xòe tay ra ha. Ừ. Đó. Ủa cái gì vậy Minh? Thì anh đố mình đó. Nhưng cái gì vậy Minh? Thì anh đố mình đó. À em biết rồi. Đồng hồ. Trật lắc. Kẹo. Trật luôn. Ủa không phải đồng hồ, không phải kẹo, vậy chứ cái gì Minh? Bây giờ anh cho phép mình mở mắt ra đó. Ồ, chiếc nhẫn đẹp quá Minh ha. Đẹp không Minh? Liên Minh à, từ bấy lâu nay vợ chồng mình chung sống cùng nhau, anh lúc nào cũng lo chí thú làm ăn, còn em thì luôn luôn cần kiệm. Vậy mà gia đình ta vẫn luôn túng thiếu, vì đồng lương anh chẳng đặng bao nhiêu. Hơn nữa anh không hề tham nhũng của ai, nên đến giờ này tay trắng vẫn trắng tay. Nhờ má với ba thương tình đùm bọc lại mua cho ngôi nhà tinh tân này. Thật là lòng cha mẹ thương con chỉ khác với sông dài biển rộng. Hay cũng là người anh thật giả yêu em, nên ba má em mới mến rể em. Hôm nay đánh dấu ngày kỷ niệm anh mua về tặng em chiếc nhẫn toàn này, để đánh dấu thêm một lần tình yêu tha thiết của anh. Ủa Liên, sao mình không đeo vào tay? Em đeo chiếc nhẫn cũ, còn chiếc này hả em để qua một bên. Ủa bộ mình chê hả? Không phải chê, em chờ xin tiền ba má mua cho mình một chiếc nhẫn tương tự, rồi hai đứa mình đeo một lượt, mình chịu không? Liên, mình làm cho anh cảm động quá. Mình ơi, hai chúng ta cùng sống chung với bao tháng ngày hạnh phúc, cùng chia sẻ ngọt bùi để chờ đợi một đứa con. Nhưng đến hôm nay em vẫn thui thủi một thân, trong những lúc mình bận trực đêm nơi công sở. Vì thế cho nên em muốn hai chúng ta vui cùng vui, khổ cùng khổ, để san sẻ cho nhau từng niềm thương nỗi nhớ bên lòng. Mình được sống bình yên trong men dị sai nồng, để chờ đợi một tin vui chợt đến, hai đứa mình sẽ có được đứa con xinh. Nó được vào đời trong vòng tay của mẹ, trong thèm thuồng âu yếm của người cha. Chiều từng chiều bồng con ra trước ngõ, chờ đợi anh khi tan sớm ra về. Mình à, sao mình cứ nói vậy hoài à? Rồi đây chúng ta sẽ có con đàn, cháu lũ. Rồi lúc đó rồi lo không đủ tiền để cho chúng nó ăn đó. Mình nói vậy để an ủi em, chứ mấy năm rồi em chờ đợi gần như là tuyệt vọng. Liên, Liên à, em hãy tin tưởng nơi anh. Chúng ta hãy còn quá trẻ, những đứa con sẽ tiếp tục ra đời. Rồi chừng đó mình kêu than rồi kêu khổ nha. Liên em, chúng ta quá đủ đầy hạnh phúc, có con thì hạnh phúc sẽ thêm hơn. Anh tin em
hãy bình tâm chờ đợi ngọn gió mùa xuân làm nở rộ hoa đào. Hôm nay là ngày vui, ngày hạnh phúc, ngày ăn mừng căn nhà mới của chúng ta. Anh xin em đừng để cho nét buồn vẫn đục làm vơi đi nét đẹp của mình thôi. Anh làm như là em đẹp lắm vậy đó. Không đẹp gì, ai đẹp hơn vợ tôi không được. Xí xạo hoài. Chó. Trời ơi, nuôi chị ba cái thứ ác con này. Thôi đâu đâu, tổ mẹ nó tiêu mẹ nó cũng quần ăn cổ tôi ơi, trời ơi. Dạ, dạ xin lỗi ông. Ủa kìa. Không phải vậy. Ủa, anh Tăng. Anh Chu. Mạnh giỏi á. Mạnh giỏi luôn. Sao, có sao không anh? Tiêu mẹ nó cũng quần ăn cổ rồi. Mời anh ngồi. Cảm ơn anh. Dạ, anh Chung à. Cái này khỏe không anh? Khỏe luôn phát anh. Phát tài phát tướng gì không? Trời ơi, làm bầu cải lương mà phát tài phát tướng khỉ khô gì. Anh Trung à, biết hát hò gì không mà làm bầu cải lương vậy? Có biết hát con mẹ gì đâu. Tại hồi nhỏ tôi phải coi cải lương, coi riết cái rồ ghiền, cho nên nhảy ra làm bầu coi cho nó đã. Anh Trung à, nghe nói làm bầu gánh hát cải lương cũng dễ thở lắm phải không anh? Thiếu điều muốn thắt họng cho dễ thở gì. Anh biết làm sao vậy không? Làm sao? Tại lo chạy tiền rạp nè, tiền bản quyền, tiền in chương trình, tiền quảng cáo. Rồi bữa nào mưa nghỉ hát là phải chạy tiền cơm nữa. Cái gì cũng tiền không à, thành ra muốn hụt hơi luôn nữa. Trung à, dạo này gia đình vợ con thế nào hả anh Trung? Một vợ, 8 con. Nuôi thêm 4 cháu vợ nữa. Ngán chưa? Cái đứa con gái lớn của tôi đó nghe, năm nay nó 12 tuổi. Còn cái thằng Út thì mới giáp thôi nôi. Vậy mà bả... bà còn chưa chịu nghỉ, bà còn đòi sản xuất điều điều. Nhưng có điều an ủi là đám con tôi đều được nhờ. Tôi làm giám đốc kim soạn giả kim sếp đờ co, còn má nó làm tổng khẩu những thùng tiền cửa chạy vòng ngoài. Gái lớn của tôi đó nghe, nó ca đúng điệu. Còn cái đứa thứ hai á, vì nó có cái giọng ào ào, chuyên hát lóc toàn là những giai dữ dằn không à. Chẳng hạn như là châu sương hay là hét như chuông phi. Các cháu còn nhỏ mà được anh khổ công luyện tập nên còn ấu thơ mà thì thố được tài. Mai mốt đây khi tuổi về chiều chắc là anh sẽ được an nhàn thảnh thơi. Ôi anh ơi, hiện giờ tôi khổ sở vô cùng, gánh hát nghèo nên thiếu thuốc hụt sao. Bạn mẹ tới gần tiếp khách nha, tiếp khách nha. Bằng ơi, anh Bằng. Ồ, anh Bằng. Ủa kìa, anh Minh. Dạ. Có cả chị nữa à? Dạ, xin lỗi anh Bằng. Hôm nay tôi kẹt chuyện riêng cho nên đến muộn quá. Anh Bằng thông cảm cho nha. Không sao đâu anh Minh à. Xin giới thiệu với anh, đây là Nhung, vợ tôi đó anh à. Mình ơi, đây là anh Bằng, bạn học cũ của anh đó mình. Dạ, hân hạnh được biết anh Bằng. Dạ, hân hạnh chào chị. Dạ, mời anh chị ngồi. Dạ, cảm ơn anh. Ngồi em, ngồi mình. Rồi, quên tôi rồi. Nè anh Minh ơi. Dạ. Tôi đố anh biết anh này là ai đó. Ủa, ai mà... Mà tôi nhớ mang máng mà tôi quên mất tiêu rồi cả. Sức mấy mà nhớ nổi. Trời ơi, tôi nhớ ra rồi. Nhớ chưa? Trời ơi, mạnh giỏi hả? Mạnh luôn. Trời ơi, lâu gặp dễ sợ ha. Ủa ai vậy? Dì Lãng hả? Lâu quá quên rồi, nhắc đi, bạn bè không mà. Tôi nhắc à? Nhắc đi. Đó. Trời ơi, vui ghê ha. Chưa nghe gì hết. Ủa, không nghe gì hết? Có nói gì đâu nghe. Giờ tôi nhắc lớn anh nghe không? Nhắc lớn đi. Trung lùng, Trung mắt lộ. Hồi nhỏ tôi đá banh với anh, tôi mặc kê nên đánh tôi hoài đó. Nhớ chưa? Cái cha Trung mà tôi quánh gãy mấy cái răng này hả? Ừ, con Nguyên. Trời ơi, mạnh giỏi không? Trời ơi, lâu gặp quá trời hả? Trời ơi. Bệnh nha. Ủa, bộ bệnh hả? Ừ. Trời ơi, anh Trung ơi, nhớ quá ha. Ừ. Sao mà lâu quá mà còn lùng hoài cha? Còi xương mà. Vui quá. Nhung ơi. Cái gì? Nhung à, đây là anh Trung, bạn học cũ của anh đó mình.
bạn học cũ của anh. À, chào đi Minh. Chào ông. Chào bà. Sao kỳ vậy? Sao bạn học của anh mà em gọi là ông? Thì già kêu bằng ông chứ kêu bằng gì trời. Nhung 95 tuổi là không già sao được. Trung ơi, Trung. Dạ. Anh thông cảm ha. Vợ tôi vui vẻ. Vợ tôi vui vẻ cho nên là hay nói chơi vậy đó. Thế à? Anh đừng phiền ha. Thế có gì? Dạ. Dạ. Dạ mời ngồi, mời ngồi. Dạ. Chị anh Trung, sao lên ngồi đây nè? Ủa sao anh ngồi vậy? Vậy tôi ngồi đâu? Anh ngồi ghế nè. Ủa được ngồi trả nè. Anh sao? Ngồi. Anh Trung ơi, dạo này anh Trung làm nghề gì ở đâu ha? Anh Minh, anh Trung dạo này có nhiều biết tài lắm. Đừng nhắc mà. Tôi nói nhắc đi bạn bè không mà. Anh Minh à. Dạ. Anh Trung hiện giờ là một ông bầu gánh hát cải lương, rày đây mai đó, nhưng mà được đi cấp tư. Anh Trung là bầu gánh hát, mà gánh hát nào đâu vậy? Và thường hát ở rạp nào? Nghèo hát rạp gì anh? Tôi chỉ là thuộc hạng bầu tèo, chuyên hát ở miếu đình những thùng ấp mở ơ. Nhưng tên đoàn anh là chi? Nãy giờ anh chưa giới thiệu. Đoàn ca vũ nhạc kịch trăm ngàn nơi thủ đô. Gánh hát gì đâu mà nghe tên nhỏ dài nhằn à. Chuyên hát ấp miếu đình lặn lội thôn quê, chắc là ở nông thôn giấy trải gạo mượn tiền. Thì gánh nghèo phải trải gạo chứ sao? Nhung, em nói chi những lời quá đáng, cái chuyện giàu nghèo biết đâu mà tránh. Biết rồi, thôi đừng minh giật nữa cho mất công à. Thôi mà em nín đi cho anh được nhờ. Sao nãy giờ chưa thấy được mặt bà chủ nhà ha? Chắc anh Bằng anh còn cất kỹ hậu liêu. À quên, Liên ơi. Ra đây cho anh giới thiệu, đây là Liên vợ yêu quý của tôi. Xin lỗi nãy giờ tôi bận việc ở sau nhà. Dạ kính mừng các anh các chị đến chung vui. Chào chị, chào chị. Chào anh. Còn đây là chị Nhung, vợ của anh Minh này. Còn đây là ông bầu gánh cải lương. Dạ em có lỗi quá. Dạ em kính chào các anh các chị. Chào chị. Dạ. Kính mừng chị. Dạ chào anh, chào chị. Dạ kính chị, kính chị. Dạ. Chị Minh khỏe không? Dạ khỏe. Ủa, chó nhà chị nó cắn chị tét cái quần hả? Nó cũng mới cắn tôi tét cái quần nè. Anh vừa tính quá à. Đây là áo sườn xám nó vậy đó. Áo sườn xám nó vậy đó hả? Dạ. Vậy tôi cắt bên quần nữa, tôi làm cái quần sườn ram luôn. Anh Trung vui vẻ quá ha. Dạ sẵn dịp hôm nay ăn tân gia nhà tôi, mời các anh các chị lên lầu coi chân diện có đẹp không, rồi chúng mình cùng nhập tiệc. Quang hồ, quang hồ. Quang hồ cái chỗ nhập tiệc đó. Đây nè, bạn bè cũng có giấu anh làm gì hết trơn á. Hổm rài mưa gió cái nát nghỉ lên nghỉ xuống. Bữa nay nghe nói nhập tiệc cứ chịu quá. Quang hồ, quang hồ. Coi kìa, coi kìa. Vô duyên không? Sao chị nói tôi vô duyên? Sao chị cứ muốn ăn a thua với một mình tôi? Không lẽ tôi với chị là có mối cửu thù? Anh Trung à, anh đừng buồn. Còn em xem kỳ quá vậy. Cái gì kỳ? Tại vì con nói nó vô duyên. Thì tôi nói nó vô duyên chứ có sao đâu à. Nhung. Dạ xin chị bỏ qua cho rồi. Dạ anh cũng bỏ qua cho. Dạ dạ xin mời các chị các anh. Còn cái mục nhập tiệc bao giờ nhập vậy anh Bằng? Bộ chết đói sao mở miệng ra cái đòi ăn hả? Đói hay không kể cha tôi. Đói mới đòi ăn chứ. Thế ham ăn mắc cỡ quá. Có gì mắc cỡ, đói đòi ăn không có gì mắc cỡ hết trơn á. Vậy là mặt dày quá không biết nhục phải không? Có gì đâu nhục, đói đòi ăn không có gì nhục hết trơn á. Chỉ sợ đói mà không đòi ăn, đứng đó ngồi đau âu tử. Anh Trung à, ráng đi anh Trung, ráng 15 phút nữa nghe anh Trung. Càng sớm càng tốt nha, tôi chịu hết nổi rồi đó. Tôi mà có mệnh hệ nào ở đây là ông cò đền nhân mạng đó. Anh hay quá à. Làm gì? Làm gì trời môi? Trời môi không được sao? Trời môi cho tao quê hả? Tao nói không đúng sao trời môi? Kỳ quá Nhung à. Dạ mời các anh chị lên lầu. Dạ dạ mời các anh chị lên lầu. Dạ tôi đi trước. Dạ mời chị. Sao vô duyên mới gặp hoài vậy? Bởi vậy vô duyên đối diện bất tương phùng. Tại kiếp trước mình không gặp nhau, kiếp này mới gặp. Làm gì vậy? Đi không dòm ngó gì hết trơn vậy? Đói thấy mẹ dòm ngó gì? Sớm xác quá. Sướng xác gì chị đi chị mới báo trước chứ.
làm gì nữa nữa vừa và mời anh. Có trúng đâu không anh hả? Trời lũng mỏ ác luôn rồi anh ơi. Sao anh đi mà anh quỳ thấp quá vậy? Đói quá đi cao sao nổi anh ơi. Anh Bằng ơi, thôi bây giờ mình cũng lên lầu chứ hả? Anh Minh à, anh để chị lên lầu với vợ tôi đi. Chúng mình đến đây rồi cùng nhau hàn huyên tâm sự nghe anh Minh. Thôi được rồi, anh hãy để tôi tự nhiên anh à. Anh Minh à. Dạ. Dạo này anh làm gì? Ở đâu vậy anh Minh? Tôi hả anh? Tôi làm nhiều nghề lắm anh à. Có khi thì làm thầu khoáng, có lúc thì chạy ốc phe, chợ đen, chợ đỏ. Ôi sức cái nghề nào mà làm ra tiền á là tôi nhào vô hả. Nhưng cũng không nói giấu gì anh, có khi thì cũng thất nghiệp rồi đi lang thang vài tháng cho nó đỡ buồn. Anh Minh à. Dạ. Chỗ bạn bè tôi hỏi thiệt anh nghe anh Minh. Anh cứ hỏi. Hình như là anh có một điều gì lo lắng lắm thì phải. Trời ơi hay quá vậy ta. Trời ơi hay dễ sợ ha. Bởi vì làm cò phải lắm mà. Anh Bằng nè, tôi hỏi anh Bằng điều này nha. Anh cứ hỏi. Nếu sau này có một kẻ nào đó vì hoàn cảnh gia đình mà họ phải đi cướp của giết người, giống như là tên tướng cướp Bạch Hải Đường vậy đó, thì tôi nghĩ rằng anh cũng nên thông cảm mà châm chế cho họ nhờ anh à. Thôi anh Minh ơi, anh đừng nhắc tới cái tên tướng cướp Bạch Hải Đường đó nữa. Thú thật với anh nha, vì nó mà mấy tháng nay tôi quên ăn mất ngủ. Tôi nói thiệt với anh, tôi bắt được nó hả, tôi sẽ bỏ tù nó chung thân khổ sai. Minh ơi, Minh ơi, Minh. Dạ xin lỗi anh Minh. Được, anh chị cứ tự nhiên nói chuyện riêng. Minh ơi. Gì vậy Minh? Em nói mình nghe nè, chiếc nhẫn xoàn mình mua tặng em khi nãy em để trong hộp tủ bằng phấn bỗng nhiên mất rồi. Em xem coi có để đâu đó không. Em tìm kỹ không còn sót một chỗ. Em để trong hộp tủ rõ ràng mà. Ủa sao lạ vậy cả? Chuyện thật là xui xẻo hết sức à. Thấy chi tới dưới này kia chuyện hả? Chuyện gì vậy Minh? Chị Liên để chiếc nhẫn xoàn đó trên phòng đó, bị mất rồi. Hả? Tôi mới là nhột nhạt nè. Ở đây ngó tới nhìn lui chỉ của tôi là cái thằng nghèo mạt rệp. Nghèo mà tới nhà người ta mất đồ mới xấu hổ chứ chứ. Chị Liên, hồi nãy chị để chiếc nhẫn xoàn ở đâu vậy chị Liên? Dạ em để trong hộc tủ trong phòng đó. Rồi có ai vô anh Trung ơi, hồi nãy anh có vô phòng không vậy? Nói chơi gì mít lòng nha. Đói thấy mẹ vô phòng làm gì? Tôi chờ dọn ăn nãy giờ nè cháu. Xin lỗi anh Trung ha. Chị Liên. Dạ. Hồi nãy chị có thấy ai vô phòng không chị Liên? Dạ có. Có. Tôi nè. Mà không phải tự nhiên tôi vô. Chị Liên cứ mời tôi mới vô phòng thôi ha. Vợ anh xác nhận có vô phòng ha. Xác nhận cái gì? Đúng đối tượng vậy hả anh Minh? Đối tượng gì hả? Ông cò. Khoanh dùng giùm tôi. Ê cái gì khoanh dùng hả? Nhung hả? Nhung. Cái gì? Hồi nãy em vô phòng đó, rồi em có nhìn thấy chiếc nhẫn của chị Liên chị để. Gì? Gì kỳ vậy trời? Tôi là vợ của anh mà anh còn không tin tôi nữa hay sao? Dạ, không có chuyện gì đâu anh chị à. Liên. Dạ. Em lên lầu kiếm kỹ lại coi em. Dạ. Thì anh hỏi em vậy mà sao em... À, hay là anh nghĩ tôi đánh cắp chiếc nhẫn xoàn của chị Liên? Sao có thứ chồng vô duyên lúc nào cũng để tâm hoài nghi cái vợ mình à. Thôi mà chị đừng nói vậy mà tội nghiệp cho anh Minh lắm. Ở đây đâu có ai ngờ giật gì chị đâu. À, vậy là người ta nghi kỵ cho tôi phải không? Ở đây có mình tôi xấu mặt mà thôi. Anh Trung, anh đừng buồn. Tụi mình là chỗ bạn bè với nhau mà. Bạn bè gì đâu mà cái nặc chẳng có chút cảm tình. Cái thứ gì mà lôi trôi lóc chóc như là khỉ mắt phong vậy hả? Đó nè, vợ anh nói tôi giống khỉ mắt phong anh nghe không? Xin lỗi chị nghe. Coi như khỉ mắt phong vậy chứ đàng hoàng lắm mà. Chứ không phải như cái thứ tô son trét phấn mà lòng dạ công vòng như cái vòi bình tức vậy. Ê, chào bầu cánh hát cải lương. Chị nói cải lương sao? Chị nói xấu cải lương tôi đục cho mặt chị à. Tôi giá chặt cho mặt chú. Trời ơi chết. Nhung, em làm gì kỳ vậy? Anh nghe nói không? Ê, cha nói vậy nghĩa là sao chứ hả? Không có nghĩa của khỉ khô gì hết trơn á. Ai muốn hiểu sao cũng được. Ê, bộ chị có tịch thì chị nhúc nhích. Tịch gì? Giả bông. Giả bông. Giả sao? Ê, không xỉ nha. Không xỉ lại tôi nè. Dám sao? Dám không? Thôi giờ hả? Ai cấp chiếc nhẫn của chị Liên dám lên núi Sam thầy với tôi không? Thầy sao? Thầy bà dặn hỏng đó không? Bà dặn hỏng chú. Thôi, bỏ qua giùm tôi, bỏ dặn qua hổng đi. Chú. Dặn hỏng chị. Dặn hỏng chú. Dặn hỏng chú. Nhung, em làm gì kỳ cục vậy Nhung? Anh Trung, anh có sao không Trung hả? Nghẹt cổ rồi. Ê, lùng khó hả? Ê, lùng sao? Lùng vô duyên chứ sao? Vô duyên vậy đó chứ tụi này làm ăn lương thiện nghe.
Gánh hát tụi này có đóng ba tăng hẳn hòi nha, chứ không phải như cái thứ tô son trát phấn mà chùm chĩa. Ê, đồ vô duyên. Chị vô duyên. Vô duyên. Thôi vô thôi duyên. Bỏ. Chú vô duyên. Bỏ qua giùm. Chú vô duyên. Trời ơi Nhung. Anh lại chết em. Rồi. Xin lỗi anh, xin lỗi anh. Tôi đi thưa. Đi đi, đi thưa đi. Anh Trung, tôi can đi anh Trung. Không có can gì hết, tôi đi thưa. Anh Trung ơi, anh cho tôi thành thật xin lỗi những việc làm không phải của vợ tôi nghe anh Trung. Ê, cái gì không phải? Cái gì không phải? Nhung. Trời ơi Nhung ơi Nhung. Nhung. Mình ơi, dù cho mình có giận anh chín xe 10 vàng đi chăng nữa thì mình cũng phải giữ gìn danh dự và tư cách cho chồng chứ. Có ly đâu giữa cuộc vui bạn bè đông đảo, nỗi mừng vui chưa kịp lời thổ lộ mà mình đã làm cho anh tủi hổ trong lòng. Dù anh không xứng đáng là một người chồng, dù cho anh có gì không phải đi chăng nữa thì mình cũng đừng nên cư xử như một kẻ chẳng ra chi. Bạn bè anh bao năm trời xa cách, mới có ngày này hội ngộ với nhau đây, đó là điều hy vọng lớn lao. Sao em nỡ xóa tan trong giây phút? Đó là lời của anh, lời của bạn bè anh. Chứ tôi như vậy mà nghĩ tôi ăn cắp à? Tôi không có nghi cái gì hết trơn á, chính mắt tôi thấy rõ ràng nè. Đó, anh nghe chưa? Nghe vậy anh thấy chưa? Trời ơi Nhung ơi là Nhung, em làm gì em coi được không Nhung? Chứ anh không nghe bạn anh nói sao? Anh để người ta hạ nhục tôi mà chẳng một lời binh vực, vậy thì đừng phiền trách chi cho tuổi ố thêm nhiều. Anh binh vực em sao nữa Nhung? Bạn bè anh đâu phải là kẻ biết điều. Anh để người ta nói tôi như vậy, tại sao anh không có một thái độ nào để phân minh chứ? Anh là chồng mà anh không minh vực vợ, anh để cho người ta khinh dễ tôi chẳng xa chi. Nhung ơi, dẹp anh đi. Trong gia đình anh không làm tròn bổn phận, ra ngoài đường lại thua kém người ta. Nhung ơi, em làm kỳ quá Nhung ơi. Trước mặt bạn bè em nói vậy em nghe được không? Chị à, chị đừng nói vậy mà tội nghiệp cho anh Minh lắm. Anh Minh lúc nào cũng quý mến chị. Lỗi này là tại con vợ tôi nó sơ ý quá. Tôi nói chị Liên ở nhà không có lỗi gì hết trơn. Trời ơi, tại là chồng tôi nè, nên người ta mới kinh dễ tôi như vậy. Trời Nhung. Trời ơi, thằng này đâu có tệ à. Nhào vô. Nhung ơi, dù cho anh có gì không phải thì em cũng phải nên ôn tồn trong câu chuyện hôm nay. Em nên nhớ rằng ở đây không phải là nhà của mình, không phải là nơi để mình lớn tiếng, mình gây sự, mình la ó lên như vậy. Hơn nữa, anh Bằng với chị Liên mời tụi mình đến đây là để tình bạn thêm sâu đậm, mà cuộc đời đã ngăn cách bấy lâu nay. Giờ đây câu chuyện đã đổi thay, câu chuyện đã đổi thay, làm cho lòng anh bàng hoàng xấu hổ. Anh Bằng, anh Trung, hãy cho tôi xin lỗi, đừng chấp làm chi những chuyện đã qua rồi. Ê, anh sợ thì anh xin lỗi đi, chứ còn tôi không có lỗi phải gì phải xin hết trơn á. Anh chị không có lỗi gì cả, mà lỗi này là do con vợ của tôi. Tôi nói chị Liên ở nhà không có lỗi gì hết trơn á. Anh Trung à, bỏ qua đi. Ê, Trung. Cái bảo mặt xạo. Nhung. Chị nói ai xạo? Chú xạo. Chị xạo. Chú xạo. Chị xạo. Chú xạo. Chú xạo. Chú xạo. Chú xạo. Chị xạo. Trời ơi, sao đánh tôi? Xin lỗi anh. Anh Trung à, bốn người đều xạo.
Thôi được rồi, mấy người đừng có xử hiếp tôi. Bây giờ bóp tôi nè. Ông cò xét tóc tôi đi. Xét đi, xét đi. Chị Nhung, chị đừng làm vậy, chỗ bạn bè làm sao tôi dám xét bóp của chị. Bạn bè với nhau không mà em làm vậy em coi được không Nhung? Để ta xét ta mới tin chứ sao. Anh không xét phải không, anh không xét, tôi xét. Lại đây xét, lại đây xét. Thật ơi, xét trong bóp làm sao có. Có lấy đâu mà có. Chị lận ở trong mình á. Anh nghe không, anh nghe không, trời ơi. Tôi nói xin lỗi nha. Vợ anh quýnh tôi lần nữa, tôi không nhịn nha. Tôi chơi xả láng nha. Bỏ qua đi anh Trung. Nè nè, anh dám không, anh dám không? Anh cho phép tôi đi, tôi xét ở trong mình vợ anh cho anh coi. Nè tôi xét nè. Nè xét, 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 xét. Xét nè, tôi xét nè. Xét, xét không, xét. Nhung ơi, kỳ quá Nhung ơi. Thôi được rồi, tôi đưa bóp mà mấy người không xét ha. Vậy thì từ đây về sau đừng có ai đá động gì đến tôi à. Ê, sao chưa chịu về còn đứng đó? Mình về trước đi. Xí, mặt thấy ghét à. Ê, cái mặt hãm tài. Trời trời, vợ anh nói cái mặt tôi hãm người tài. Anh Trung, cò nghe không cò, mặt tôi vậy mà hãm người tài. Anh Trung ơi, anh Trung à. Mặt vậy mà hãi tàm. Anh Trung, thôi anh thương tôi, anh bỏ qua đi anh Trung à. Anh tha thứ đi nha. Tại anh nhịn vợ tôi chưa quen đó, chứ tôi nhịn riết rồi cũng quen anh à. Đàn bà mà, nhịn chút xíu có sao đâu anh. Anh là chồng chỉ là vợ anh nhịn quen, chứ tôi đâu phải là chồng chỉ đâu. Tôi nói thiệt nha, tôi mà có con vợ như anh một tôi quýnh một ngày 80-90 bận á. Thôi mà. Đánh nè, đánh nè, đánh nè. Nhung, Nhung. Vậy tại sao anh dám đến đây giờ này? Anh không sợ à? Bộ nó có ở nhà hả? Nó đi biệt cả tuần nay rồi. Biết ngay mà. Biết ngay là nó không có ở nhà cho nên anh mới đến anh thăm em đó chứ. Nhưng mà em hẹn với anh là sáng mai mình gặp nhau ở chỗ cũ mà. Nhưng mà anh nhớ em quá, anh đến sớm hơn được không? Phải không? Nhung, anh yêu em. Nhung. Ý, làm gì? Nhung. Anh nhột mà giỡn hoài. Anh. Nhưng mà em là một lọ nước hoa của anh nghe. Dở nắp ra là thơm bát ngát đó Nhung mà. Thôi đi, đừng có nịnh đâm nữa. Có phải anh đang cần cái này không?
Ủa sao biết hay vậy ta? Trời ơi giỏi thiệt nghe. Người yêu của anh mà. Nhưng mà hôm qua thì anh rất cần, nhưng mà hôm nay thì anh không cần nó nữa. Vì giá trị của chiếc nhẫn xoàn này đem đi bán cùng lắm thì có khoảng 10.000 thôi. Anh đã có sẵn trong tay và quy gấp trăm lần. Em xem anh có vẻ lạc quan quá vậy. Vật quý của anh đâu? Nó là cái gì nè? Đưa cho em xem đi. Anh khắc nghiệt là kỳ à. Kim cương hay ngọc ngà gì nói đại ra đi. Không phải kim cương hay ngọc ngà gì hết á Nhung à, mà nó chính là cái này. Trời ơi, một đôi giày dính đầy sình đất à. Không chỉ dính sình đất mà nó còn dính cả máu nữa chứ Nhung. Máu? Anh lấy đâu ra cái thứ âm hồn này đây? Âm hồn sao được. Đôi giày này là của tướng cướp Bạch Hải Đường. Mà tướng cướp Bạch Hải Đường chính là thằng Đặng Hoàng Minh, chồng của em. Hả? Anh Minh là tướng cướp Bạch Hải Đường? Không, em không tin. Em không thể nào tin như thế được. Nhưng dù em không tin, nhưng tên tướng cướp Bạch Hải Đường không ai xa lạ nào đâu, mà nó chính là chồng của em. Hiện giờ tại sở công an đã có tài liệu rõ ràng, cho nên sớm muộn gì cò bót cũng sẽ tới đây. Trời ơi ai có ngờ đâu, hắn chính là tướng cướp Bạch Hải Đường. Vậy mà suốt bao năm thường hắn vẫn lặng tiếng im ơi. Bây giờ đã nào thì cứ cho nó vô tù để hai đứa mình được tự do. Không anh à, em chỉ sợ người ta khi phát giác rõ ràng em với nó là vợ chồng, ắt có điều rắc rối. Nhưng mà chẳng có điều chi rắc rối anh nào. Em hãy tố cáo nó đi để tránh tai họa về sau. Đó, em thấy anh nói có lý không? Em tố cáo nó là em đã tự minh oan cho em rồi. Nhà chức trách không bắt tội em, mà ngược lại còn thưởng cho em nữa là khác. Nhưng mà lúc đó hai đứa mình được tự do đó em à. Anh, như vậy là mình được tự do sống bên nhau phải không anh? Ờ. Trời anh ơi, em mừng quá anh ơi. Em Nhung, Nhung anh. Nhung. Ý, làm gì vậy? Từ từ đó Nhung. Anh làm ơn anh cho tôi xuống đây đi anh ạ. Trời ai vậy Nhung? Trời chết rồi ơi, chồng em nó về nơi, làm sao bây giờ? Trời ơi, nhà có cơ sao không Nhung? Không. Trời sao bây giờ anh ơi, em sợ quá. Đây tiền xích lô đi anh. Trời anh ơi, sao bây giờ? Trời ơi. Anh à, không mấy anh chung lại với giường đi anh. Trời ơi, rủ nó thấy rồi sao? Nó vô tới nó giết chết bây giờ. Lẹ đi anh, mà trời lẹ đi anh ơi, nó vô tới bây giờ. Nhanh đi anh, đó chung vô. Nhung ơi. Gì? Vô vô đại đứng ngoài kia hoài à. Giờ này em chưa ngủ sao em? Ngủ nghe gì được. Con cá nheo như quỷ à, khóc nhè nhè hoài à. Coi kìa, tại sao em chửi bới con mình vậy? Có khi nó đau bụng khát sữa gì đó chứ gì. Đâu em đưa anh bồng thử coi. Ôi nín đi, nín đi. Coi kìa, bực mình quá khóc hoài à. Mà sao mà con nó nhỏ mà em quánh nó vậy? Đâu em đưa anh bồng con coi. Đưa đây em nè. Trời ơi, con mới có 2 tháng mà em quăng nó như củ đòn vậy. Mai mốt rồi nó lớn rồi nó bị còi xương rồi sao? Ôi người không được cái này thì bỏ lẽ nó khác cái nhầm gì đâu à. Em sao nói kỳ ghê vậy nha. Nín con ha, con nín nha, cha về nè. Ôi ê, đưa đây tôi. Đưa đây tôi bồng rượu cho nó ngủ. Nó ngồi chỗ rượu sao nó ngủ được. Em sao kỳ ghê vậy đó. Thì em bồng đi mà con có ngủ đâu. Thôi đây tôi bồng nó đi, đưa đây. Em thấy không nè, anh mới rượu chút xíu con nó ngủ liền nè, thấy không? Hay quá. Vậy xong ở nhà rượu cho nó ngủ đi. Con à,
Con nằm đây ha con ha. Con nằm đây nha. Đi cho đã về để con nằm trên võng không lên thân nữa à. Nhung. Gì? Mình. Gì? Tại sao hôm nay mình nói chuyện với anh nặng nề vậy mình? Tại vì anh thương em với con cho nên phải chạy lo tương lai hạnh phúc cho vợ chồng mình mà. Lo quá. Cảm ơn nha. Thôi, đi vô ngủ với tôi nè. Khóc lên là tôi đánh đi nha. Mặt khó ưa quá. Nhung, em đứng lại anh hỏi chuyện em chút xíu. Khuya rồi định kiếm chuyện gì nữa đây? Không, anh không kiếm chuyện với em đâu. Anh hỏi thật đó. Em hãy ngồi ghế đi. Nhung, em cho anh biết. Anh muốn biết là tại sao em lại nhẫn tâm đi đánh cắp chiếc nhẫn của vợ anh Bằng. Cho em biết là anh để tâm suy xét rất kỹ, ngoại trừ em ra không còn một ai cả. Tại sao em làm điều đó? Em bôi lọ vào mặt anh, em biết không Nhung? Ê, nè, anh đừng có nói chuyện vô vơ Nhung. Bằng cớ gì anh cứ nói đại ra đi. Anh đừng nói bậy mà tôi chẳng dĩ tình. Tôi tố cáo anh hả? Anh ở tù mọt gông à? Nhung, em nói gì mà anh không hiểu gì cả? Anh làm nhưng tôi không biết những chuyện gì từ bấy lâu nay anh làm mà anh che giấu tôi à? Mà em biết chuyện gì? Thôi đi anh ơi, anh đừng giả bộ ngây thơ nữa. Chuyện của anh làm chẳng những tôi biết rõ mà còn biết rành nữa kìa. Em biết cái gì hả? Biết anh là một thằng ăn cướp với cái tên là Bạch Hải Đường. Anh chọc giận tôi hả? Tôi bỏ tù rụt xương à? Ai nói với em? Ai nói với em? Hả? Ai nói với em? Buông ra, buông ra, buông tôi ra. Anh làm gì vậy? Anh xin lỗi em. Phải, tôi là tướng cướp Bạch Hải Đường đây. Bây giờ em làm gì anh? Làm gì anh? Em làm thử anh coi. Thời gian sẽ trả lời. Cái gì? Thời gian sẽ trả lời. Thời gian sẽ trả lời. Bất quá ở tù chung thân là cùng. Thế là xong. Nhưng mà trời ơi, làm chồng làm cha mà ở tù vì vợ vì con, anh không một chút gì ân hận cả. Chà, tốt quá ta. Không tốt gì, ai tốt hơn không được. Làm gì vậy? Nhung ơi, anh nói nhỏ nhỏ em nghe này nè. Nói gì nói đại đi. Mình ơi. Gì? Lâu lắm rồi nha, tụi mình chưa ngủ chung nha. Bữa nay anh muốn tâm sự nha. Muốn tâm sự hả? Vô trong tâm sự một mình đi. Mình sao tâm sự được? Em kỳ ghê vậy nha. Trời ơi. Buông ra đi làm gì vậy? Nhung ơi. Ôi em mà. Ơi, em mặc áo này đẹp ghê em ơi. Kệ tôi. Đi mình ơi, đi vô ngủ mình. Nhột mà bực mình nó làm gì kia vậy? Anh thương mà em kỳ ghê vậy nha. Xích ra đi, nực muốn chết à. Trời ơi, vợ tôi kỳ quá ta ơi. Hôm nay vịnh vai cũng phủi nữa. Thôi, anh sẽ nằm đây anh ngủ tới sáng đêm nay cho mũi cắn anh luôn. Ở kìa, mình, có mình kìa. Mình ơi, mình nằm đây là mũi cắn mình, sao em chịu nổi mình? Cho cắn chết luôn. Em nói mình nghe nè, hỏi mình vào trong mình ngủ đi, mình bỏ mùng xuống đi, rồi em ru con ngủ xong để em vô liền nha mình, nha, nha mình, nha, giỏi em cưng mình nha, nha. Thôi, em nha. Vô bây giờ hả? Thôi mà, anh vô đi rồi chút xíu em vô mà. Đi liền bây giờ với anh mà, em kỳ ghê vậy nha. Sao nay kỳ vậy trời? Để anh không biết sao kỳ vậy nữa. Trời anh ơi, con nó khó ngủ lắm. Chất ngủ con nó khó lắm. Rồi hơi con nó thức lên làm sao? Nó thức chứ nít mà nó nghe được cái gì đâu. Rồi lối xóm người ta phiền mình nửa đêm nó hôm để nít khóc rồi không dỗ nữa hả? Không sao đâu. Mình tâm sự rồi xong rồi mình dỗ con hay em ha. Trời ơi, mình không thương con gì hết trơn à. Ý mà. Thôi mà,
Kỳ quá vậy em. Thôi nha. Bực mình à. Ngay quá. Tôi nằm dưới gạch thì tôi ngủ luôn. Mình. Anh gì vậy mình? Gì vậy mình? Mình. Chuột cạp giò. Nhà lúc này chuột dữ lắm đó. Chuột này khiến chết rồi. Chuột vô nhà hả em? Tại mình đi hoài đó, đồ đã không dọn dẹp chuột chứ gì. Thôi kệ nó. Em à, thôi nói gì nói kệ nó. Bây giờ mình đi ngủ đi em. Thôi mà em nói mình rồi, mình vô ngủ trước đi, em ru con ngủ lâu lâu chút xíu rồi em vô mà. Thôi được rồi. Thôi giờ thôi vậy nè, anh đi vô anh ngủ một mình ha. Ừ. Bây giờ em cười một cái cho anh lấy hơn anh đi ngủ nè. Cười đi. Cười mình, cười đi. Cười. Trời ơi, vợ tôi cười hôm nay giống cọp gầm quá ta. Thôi, buồn quá. Vô ngủ mình anh cho nó yên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai chẳng ai yêu. Đời tôi cô đơn nên yêu ai. Ngủ quá. Anh ơi, chung ra đi anh. Trời ơi, nực thấy mẹ luôn bắt chung vô đây. Đạp chân đau muốn chết luôn à. Trời ơi, thì phải ráng chịu chứ sao bây giờ. Anh về đi anh, lẹ đi anh, lẹ đi mà. Thôi anh về nha. Em nhớ hẹn với anh là đúng chỗ cũ nghe Nhung. Nhớ đón em nha anh. Thôi anh về nha. Dạ. Trời ơi, cô chừng nó giết người đó. Trời ơi, nhát người ta hoài à. Đi đi mà. Mình ơi. Mình à. Mình ngủ chưa mình? Mình ơi. Ba con Thu ơi. Ra đây em nói mình nghe cái này nè. Mình ơi. Rồi. Nó ngủ sai như chết rồi. Như vậy là mày tới số của mày rồi. Được. Tao sẽ làm đơn tố cáo mày với ông Cò Bằng. Cho mày ở tù rục xương luôn. Kính gửi ông Cò Bằng, thanh tra mật thám, tôi hân hạnh báo tin cho ông được rõ. Tên tướng cướp Bạch Hải Đường mà ông đang truy nã, nó không phải ai xa lạ, nó chính là Minh, bạn học cũ của ông. Vậy khi nhận được tin này, ông hãy cho người đến dây bắt nó tại nhà số 499 đường Xuân Nguyệt Ánh. Chiếc nhẫn của vợ ông nó để dưới gối nằm của con nó trên bộ giáng. Một người muốn giúp ông. Chào ông. Xong, mình sẽ bỏ lá thư này trước nhà ông Cò Bằng. Con ơi, con hãy ở lại với thằng cha ăn cướp của con, rồi theo nó vô tù mà ở. Má về với ba mới của con nghe con. Nhung ơi. Nhung ơi, con khóc đó mình ơi. Vợ con trên ngủ chút xíu Nhung ơi. Đi đâu mất rồi? Trời mưa gió lớn quá. Nhung ơi. Đi đâu rồi? Con. Cha đây con, cha đây con. Ầu ơi, dưới dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi khó. Ngủ quá. Con nằm đây ha, để cha lấy nước con uống ha. Ai viết cái gì đây? À,
tờ giấy chậm. Kính gửi, kính gửi ông cò bằng thanh tra mật thám. Hả? Trời ơi, như vậy là Nhung đi tố cáo tôi trước nhà chức trách rồi. Khốn nạn quá. Tôi phải trốn thôi. Con tôi. Đừng khóc nữa con. Mẹ con đã phản bội cha con mình rồi. Trời ơi, Khốn nạn quá. Nhung ơi, tại xem đành đoạn bỏ ra đi khi con thu nó vừa lên 2 tháng. Sao em đành quay lưng ngoảnh mặt khi anh vẫn còn tha thiết yêu em. Suốt cuộc đời không gian dối, tình nghĩa vợ chồng chung chăn sẻ gối. Từng tháng từng ngày mình gian khổ có nhau. Giờ đây em đã ra đi không trở lại nữa rồi. Còn anh thì suốt đời phải mang án. Tội nghiệp con khờ, nó đang còn trong tuổi ngây thơ. Rồi đây ai dạy dỗ tinh tiêu, ai chăm sóc dỗ về. Khi thiêu tiên ru em trong giấc ngủ đêm dài, nó sẽ khóc đòi cha hay buồn vì nhớ mẹ. Cha thì bị tù đày, còn mẹ bỏ đi xa. Thượng đế ơi, ông bài ký thảm trạng. Cảnh sát đã đến. Thôi thì đành xuôi tay cho định số an bài. Anh Minh, hôm nay tôi đến đây là để... Bắt tôi phải không anh? Chủ bạn bè mà tôi lại... Không, anh cứ làm tròn trọng trách của anh đi. Anh Minh. Chị Liên. Anh chị à, có buồn chăng là buồn cho con vợ tôi thôi anh chị à. Nín đi con. Con hãy nín đi cho cha có đủ đầy nghị lực mà bình tâm nhìn lại đứa con khờ. Sẽ xa cách đến bao giờ trong cổ ai ngục tù, nơi kiếp sống lao lùng. Xin anh hãy bình tâm, trước thảm trạng xảy ra tôi cũng xót xa lòng. Khi phải đến nơi đây, anh Bằng, anh được thơ tố cáo là anh đã rõ đuôi đầu. Tôi không chua xót phận mình mà chỉ thương con tôi bơ vơ. Anh Minh,
còn có chúng tôi đây sẽ giúp được những gì chúng tôi chẳng thể chối từ. Trước nhiệm vụ thiêng liêng, anh Bằng, chị Liên, anh Minh, khi nhận được thơ tố cáo tôi hoàn toàn ngơ ngác. Xin anh hiểu cho, ngoài chỗ bạn bè, tôi còn trách nhiệm của tôi. Anh cứ làm tròn trách nhiệm của anh đi. Anh Minh, anh là tướng cướp Bạch Hải Đường thật sao? Dạ thưa chị, không ai tố cáo mình chính xác cho bằng vợ mình đi tố cáo mình. Thú thật với anh chị, tôi là tướng cướp Bạch Hải Đường đây. Anh Minh, tôi đi cướp của giết người cho vợ tôi có tiền xe xua nhung lụa, cho vợ tôi có tiền bài bạc thâu đêm, rồi trong sa ngã có son phấn bạc tiền, người đàn bà kia đã đem lòng phản trắc. Trời ơi, thật tôi không ngờ mà. Tôi không ngờ chị Nhung lại tác tệ đến như vậy. Vâng, anh chị làm sao có thể ngờ được. Anh chị làm sao có thể ngờ được bạn của anh chị là một tên tướng cướp sát nhân giết người cướp của. Và tôi cũng không thể nào tôi ngờ được. Kẻ đi tố cáo tôi không ai xa lạ, chính là vợ của tôi. Tôi lại càng không ngờ được tôi đã trở thành tên tướng cướp Bạch Hải Đường, mang tâm trạng của một kẻ si tình rồi đi sâu vào đường tôi lôi. Vì từ ngày tôi được phong vương ngự trị trên lâu đài tình ái, tôi là một kẻ trắng tay thì làm sao giữ được ai gian. Lẽ sông tình yêu đẩy đưa tôi vào đau đớn cuộc đời. Ngày cưới Nhung về làm vợ, tôi nghĩ trước mình không giữ được tình duyên. Anh chị ơi, 30 tuổi đời chưa tàn một cuộc vui, mà nay tôi lại tìm vào lao lý. Chỉ thương là thương cho con cờ dại như chim vỡ tổ bơ vơ cuối trời. Anh Minh, anh hãy an lòng, vợ chồng tôi sẽ nuôi dưỡng bé Thu trong những tháng năm anh đền tội nơi lao lý. Anh hãy an lòng. Chị Liên, nếu được vậy tôi quỳ xuống đây tôi lại chị trăm ngàn lại. Con ơi, anh Minh ơi, qua giây phút tâm tình tôi mới hiểu được lòng dạ của anh. Tôi tin là người đàn bà phản bội kia sẽ có ngày ăn năn hối hận. Còn tôi và anh, trước sau gì mình cũng là đôi bạn cùng trường chung lớp cùng nhau. Trời ơi, cái nghiệt cuộc đời ngang cái trơ treo. Hiện tại tôi là thánh ca, còn anh là tội phạm. Xin phép anh cho tôi làm tròn nhiệm vụ rồi sau khi mình đã trút cạn tâm tình. Dân, tôi là tướng cướp Bạch Hải Đường đấy. Tôi xin đưa tay cho anh cầm lại. Chị Liên, chị Liên ơi, đây bé Thu tôi gửi lại, nhờ chị nuôi giùm cho nó được thành nhân. Anh Minh, anh hãy an lòng, vợ chồng tôi hứa là sẽ nuôi dưỡng và thương yêu nó như là con ruột. Chị Liên, nếu được vậy tôi xin quỳ xuống đây tôi lại chỉ trăm ngàn lại. Dù có chết tôi cũng không thể nào quên ơn anh chị. Anh Minh, chị Liên, con tôi đây, chị ráng lo cho nó nghe chị Liên. Nín đi con, con đừng khóc nữa mà làm cho cha con thêm nát ruột tan lòng. Con, anh Minh, xin anh thông cảm cho tôi. Các thầy thi hành phận sự.
Dính biệt từ đây, trong phút chia ly này, rồi xa nhau mãi mãi, biết ngày nào trở lại. Chỉ mong đứa con trong nhớ anh chị nuôi nâng, mãi sau nên người nghĩa ân muôn kiếp ta ghi. Phút chia ly này nói sao cho hết lời, thôi dính biệt từ đây. Mới đây đâu mất tiêu rồi kìa. Thu ơi, con chó nào ngồi đây nè. Con giỡn à nghe. Rồi bây giờ ngồi dạ phải không? Đây nè, lại đây má nói nghe nè. Má cho con đi nghe má. Má nói rồi, nếu đi được là má đã cho con đi rồi. Kỳ này ba má đi tới 2 ngày lận. Nếu con đi thì phải bỏ học, sao được? Con xin phép cô giáo rồi mà. Má nói rồi, không được là không được. Má à. Nè, nhõng nhẽo mà đánh đòn à nghe. Đi ba... vô sửa soạn sách vở đi học lẹ lên. Ba hứa ba cho con đi rồi mà. Ba mày hả? Ba mày cái gì cũng không hứa. Má. Nè, hai mẹ con ở nhà nó lén gì tôi đó. Anh coi con gái anh kìa. Ba hứa ba cho con đi Đà Lạt phải không ba? Bữa hổm thì ba hứa ba cho con đi Đà Lạt, còn bữa nay thì không được. Sao vậy ba? Sao hồi bữa ba cho mà bữa nay ba không cho? Bây giờ con muốn đi phải không? Dạ. Để hỏi má con á. Má cho con đi nghe má. Gì? Con hỏi ba con đi. Hả? Ba cho con đi nghe ba. Thôi được rồi, ba cho con đi. Con biết, thế nào ba cũng cho con đi à. Được đi, mặt mày tươi rói gì đó. Nè, đem sách vở vô, để bừa bãi đi à. Dạ. Thu, con đọc sách gì đưa ba coi coi. Dạ, đâu có sách gì đâu ba. Đưa đây cho ba. Dạ. Còn ba nữa, ở nhà không có coi chừng coi đổi gì con cái hết. Để cho nó đọc ba cái tiểu thuyết nhảm nhí này hoài. Dạ hay lắm đó ba. Hay lắm hả con? Dạ. Đâu để ba coi coi. Phi tặc hải đường hồng, một thảm kịch gia đình đầy nước mắt. Dạ tội nghiệp lắm ba ơi. Ba má có biết không? Để con kể cho ba má nghe nha. Ở một tỉnh xa kia, có một người đã có vợ có con, nhưng bà thương lắm thay. Vợ nhà chắc nết lang tâm, ngày đêm cứ say mê bạc bạc, còn thêm ngoại tình, quên cả đạo vợ vì ý chồng đắm say. Tội nghiệp cho gã thanh niên, vì thương vợ nên đã đánh liều.
thành kẻ cướp giết người, gây bao thảm trạng đau thương. Rồi qua tin người vợ chàng bị bắt giữa đêm mưa, bỏ lại đứa con thơ giữa cuộc đời bơ vơ. Tội nghiệp lắm ơi, má biết không? Má, sao má buồn vậy má? Sao má khóc vậy? Không sao đâu con à, con vào trong sửa soạn sách vở rồi đi học đi. Dạ. Thu à, con vào trong sửa soạn sách vở đi học đi con. Dạ, nhưng mà ba ơi, con muốn xin bà. Thôi con vào trong đi con. Nhưng mà con muốn xin. Thôi con vào trong đi nha. Dạ, dạ thưa ba, thưa má, con vô. Mình à, không biết con Thu nó tìm ra đâu quyển sách này vậy mình? Em cũng không biết đâu nữa mình à. Nghe con kể chuyện mà em nhớ đến tình cảnh của anh Minh. Không biết anh ở tù được bao lâu rồi. Chắc cũng gần mãn hạn rồi mình à. Thôi à, đến giờ rồi. Thôi mình đừng có khóc nữa nha. Mình ở nhà đừng có khóc nữa nha. Anh đi. Vô đi. Tới rồi còn chần chờ gì nữa. Sợ ai? Đi vô. Dạ xin lỗi bà cho tôi hỏi thăm. Chào ông bà. Ông bà muốn hỏi thăm ai? Dạ thưa bà, đây có phải là nhà riêng của ông Cò Bằng không thưa bà? Dạ phải, đây là nhà riêng của vợ chồng tôi. Bà đây là... Tôi đã đến đây một lần, cách đây 14 năm, ngày ông bà ăn tân gia ngôi nhà. Thì ra bà đây là... Nhung, vợ của Minh, tướng cướp Bạch Hải Đường. À, xin lỗi, lâu quá tôi không gặp bà nên tôi không nhận ra. Với lại tôi cứ tưởng từ ngày anh Minh bị bắt thì bà ở vậy đi chờ chồng. Trời ơi. Xin lỗi bà, bà nói vậy có nghĩa là sao hả bà? Tôi muốn hỏi ông là ai. Bà muốn biết tôi là ai? Vâng. Được, tôi trân trọng giới thiệu cho bà biết, tôi là Nguyễn Thành Cang, chồng của Nhung, được không? À, thì ra là vậy. Thì ra là vậy là sao hả bà? Thì vậy đó, nhưng nếu như vậy rồi thì cũng chẳng sao. Chẳng sao là chẳng sao. Mình... Nhung, cứ nói thẳng cho bà ta biết, sợ gì nữa. Nè, hãy nói hết những ý mà tôi đã dặn em ở nhà. Tôi ra ngoài này tôi chờ. Nói đi. Chị Nhung, có chuyện gì vậy chị? Chị Liên, tôi muốn nói chuyện con Thu. Tôi muốn gặp con tôi. À, con Thu à. Nhưng mà rất tiếc là nó vừa đi nghỉ mát ở Đà Lạt rồi chị à. Đi Đà Lạt rồi. Vâng. Thôi cũng được, tôi xin đi thẳng vào vấn đề. Chị Liên, tôi đến đây là xin chị hãy trả lại con Thu. Tình mẹ thương con cao quý thiêng liêng, có ai mà chẳng nhận nhìn. Cho đến hôm nay chị mới nhớ tình mẫu tử. Tôi thấy như trễ rồi và nghe rất chướng tai. Bà Băng, vợ chồng tôi đến đây không phải để nghe bà dạy đời đâu nha. Còn em, cứ nói thẳng đi, còn sợ gì nữa. Chị Liên, tôi đang cần một là con Thu, hai là số bạc 200.000 đồng. Chị Nhung. Chị Nhung. Nhung. Chị Nhung. Trời ơi, tôi làm gì có được số bạc 200.000 đồng. Chị Nhung. Chị Nhung. Bà Băng, tôi kỳ hẹn với bà, 3 hôm nữa tôi sẽ trở lại. Một là con Thu,
hai là số bạc 200.000 đồng. Bà nhớ. Chị Nhung. Trời ơi. Ủa, má con Thu. Trời đất ơi, mới đi chút xíu mà đổ lệ trần ai rồi. Sao, bộ nổi ghen nổi tương rồi phải không? Mình ơi, em khổ quá mình ơi. Mình nói gì mà anh không hiểu hết vậy? Mình, chị Nhung vừa mới đến nhà mình, chị đòi bắt con Thu lại. Hả, vô lý. Công dưỡng nuôi sánh bằng sanh đẻ. Giả lại 14 năm nay vợ chồng mình chỉ có bé Thu là nguồn an ủi sớm hôm. Nếu không trả bé Thu thì phải giao chỉ số bạc là 200.000 đồng. Đó là điều kiện bán con của một người mẹ vô trách nhiệm. 200.000 đồng, vô lý. Trước mặt pháp lý chị Nhung không có quyền đòi hỏi gì ở bé Thu hết. Thôi mình à, mình đừng có khóc nữa. Mình vào trong đi, để mặc anh đối phó. Mình ráng thu xếp nghe mình. Mình vào trong đi nha. Anh Bằng. Chị Nhung, thiết tưởng vợ chồng tôi với chị không còn gì để nói. Được, chị về đi. 3 hôm nữa chị đến đây nhận số bạc 200.000 đồng. Anh Bằng, như vậy là anh đã biết tất cả rồi sao? Biết chứ. Tôi còn biết trên thế gian này còn những người tán tận lương tâm hơn chị nữa kìa. Tôi biết, tôi nuôi con Thu là một điều tai họa. Nhà chức trách nghĩ sao nếu biết tôi nuôi giọt máu của anh Minh để đánh vào chỗ yếu của tôi. Tôi phục chị sát đất. Tôi phục chị sát đất. Chị giỏi thật chị Nhung. Nhưng mà mỉa mai thay, tôi là một ông cò. Tôi có quyền bắt tên tướng cướp Bạch Hải Đường bất cứ giờ phút nào. Bây giờ tôi lại nuôi con của nó. Chị đánh vào chỗ yếu của tôi. Bây giờ nếu muốn được yên thân, phải nộp cho chị số bạc 200.000 đồng. Tôi biết, tôi biết anh chị khinh bỉ tôi lắm mà. Biết. Biết gì, chị hãy về đi. Chị hãy đi đi. Vâng, tôi sẽ đi. Nhưng trước khi đi, xin anh hãy dừng lại phút giây cho tôi có đôi lời phẫn tỏ. Anh Bằng ơi, xin anh hãy mở rộng lòng thương cho người đàn bà bất hạnh đã đánh mất lương tri, vùi chôn thân xác lần linh hồn. Xin anh hiểu cho những lời tôi nói vừa qua không phải là những lời nói thật lòng. Nếu tôi không đến đây đòi bắt con Thu lại để tống tiền anh chị thì mạng sống của tôi cũng chẳng vẹn toàn. Ai giết chị? Vì sao họ lại giết chị? Anh Cang, chồng tôi, anh ấy cần tiền đốt sách buộc tôi phải dứt tình với anh Minh. Rồi từ đó tôi phải lao vào bóng tối, thân xác vùi chôn xuống vùng bụng lầy. Thì ra khi nó làm cho chị tan tác cửa nhà, rồi bây giờ nó bắt chị làm những cái chuyện tán tận lương tâm hơn nữa. Có lẽ là vậy. Tôi biết rồi đây, cuộc đời của tôi sẽ kéo dài lễ thế đến ngày tàn sức kiệt. Chị Nhung, nếu vậy là vợ chồng tôi không có tiền để nộp cho chị, đành phải giao bé Thu lại cho chị. Con Thu lớn lên nó sẽ giống chị, làm đĩ lấy tiền cúng khủng cho kẻ vô lương. Trời ơi, anh Bằng, anh Bằng ơi, anh nợ lòng nào dùng lời cay nghiệt bóp chết con người mẹ lỗi lầm. Không, thà rằng tôi chết đi cho khuất mắt, chứ tôi không thể nào sống mà nhìn con tôi lao vào trong bóng đêm vực thầm. Cuộc đời chỉ không còn gì nữa cả, ngay bây giờ lo tương lai hạnh phúc cho con thôi. Anh Bằng ơi, tôi xin quỳ dưới chân anh chị để thỉnh
cầu anh mở lượng mà chăm sóc con thờ cho nó được sống làm người và nở mặt với người thân. Đừng để nó oán hận vì có một người mẹ như tôi đã bỏ con từ thuở trong nôi, chạy theo cam dỗ của cuộc đời. Tội lỗi này đến chết vẫn vương mang. Nếu mai đây khi anh Minh anh mang hàng ra tù, anh sẽ bớt hận thù khi gặp lại con Thu. Anh ơi ơn nghĩa này tôi xin nguyện kết cỏ ngắm dành. Thôi chị Nhung, chị đứng dậy đi chị Nhung. Nhìn chị đáng thương nhưng mà cũng đáng giận. Thương là thương chị biết ăn năn hối hận, còn giận là giận tại sao chị dứt tình với anh Minh. Chị tưởng là tôi không thương bé Thu à? Vợ chồng tôi thương nó lắm. Tôi thương nó kể từ ngày chị dứt tình với anh Minh cách nay 14 năm về trước. Anh Bằng, tôi ba ơi, ba. Đó con anh tôi đó. Bằng, anh cho tôi vào gặp con. Chị Nhung, thiết tưởng là kể từ giờ phút này chị đừng nên gặp mặt con tôi nữa. Ba ơi, ba ơi. Con dạ chào bà. Dạ xin lỗi bà tìm ai vậy? Tôi. Dạ ba má của con không có nhà đâu. Bà khi khác bà lợi nha. Dạ chào bà. Con tôi. Con của tôi. Ê bán đó, sao không chịu đi làm về cho sớm tụi bay? Còn mấy thằng ông nội bên đây nữa, làm gì đó? Thôi bác hả? Thôi bác là ở tù chết mẹ nghe con. Ủa, mà nó trong khám ai bắt nó ở tù? Nghĩ sao mình sự vô duyên quá. À còn thằng Minh đó rồi. Minh à, ra tao biểu của Minh. Bố ba hồn chính vía mày Minh ơi. Dạ thưa sếp. Mày dạ. Hả Minh? Dạ. Ủa, mà sao bữa nay mày đổi giọng vậy Minh? Dạ bị cảm quá sếp. Cảm mà. Dạ. Cảm thành ra mày đổi điện phải không? Dạ. Bây giờ tao nhờ mày chuyện ha. Mày qua cái trại 6 á, biểu tụi nó dọn dẹp sạch sẽ dùm cho tao. Chi vậy sếp? Bữa nay có quan lớn xuống. Quan lớn xuống hả? Ờ. Sếp ơi, quan lớn xuống, sếp làm ơn sếp thưa với quan lớn cho tôi ra tù trước 4 năm đi. Trời ơi, thằng này nói chuyện bất cười quá ta. Trời ơi, ở tù mà đòi đi ra trước 4 năm. Trời. Sếp. Sếp mà thưa tôi ra không được đó là tôi bóp cổ sếp tôi vượt ngục à. Đừng nói chơi không nên mày. Đừng nói chơi thiệt đó. Tao mày. Nó chơi gì chứ? Nó chơi với sếp cho vui chứ. Tôi ăn chay mà. Tôi đâu có giết sếp làm chi. Thôi được rồi, tôi sẽ đi lo chuyện đó cho sếp. Ráng lo giùm cho tao ha. Dạ. Mấy anh Minh kia ơi. Thôi được rồi, một mình tôi đi thôi. Tụi bay ơi, bữa nay tao cho tụi bay nghỉ sớm bữa, rửa tay cho sạch sẽ ăn cơm. À, bữa nay tao ăn cơm chung với tụi bay chơi vui. Ai đó? Đứng lại. Dạ em. Vô tôi lên. Dạ vô rồi. Nhúc nhích là tao bắn bỏ mẹ. Dạ. Sếp ơi, coi chừng sếp bắn sếp chết, tôi ở tù. Tại sao tao bắn mày mà mày ở tù? Dạ, sếp xỉa súng ngược. Tao làm bộ cho tao biết sử dụng súng mà mày. Dạ. Giơ tao lên. Dạ. Mạnh giỏi ha. Dạ, nhà trời em vẫn mạnh khỏe. Mạnh giỏi cũng giơ tao lên. Dạ, giơ nữa.
Mày đâu đi, đi vô đây lang bang đi. Dạ đi chơi. Đi chơi? Đi thăm sếp. Trời ơi, trong khám mà đi chơi. Tao nãy mày gãy giò giờ. Dạ. Bởi cái thùng nước lèo mày giờ. Dạ. Cái mỏ mày đi đứt giờ. Dạ. Vẫn chơi trước chơi vui ha. Dạ. Thôi bỏ tay xuống đi. Dạ. Giỏi ha. Làm em hết hồn. Lúc này còn ở chỗ cũ không? Dạ, chỗ cũ chỗ nào? Thì chỗ ông già bà già mày sánh mày ra đó. Không có, em ở đoàn hát cải lương. Em mà sếp quên sao? Bầu Trung, bầu cái hát cải lương pha hồ quảng, nhan đệ trăng ngàn nơi thủ đô. Ủa, ông Bầu Trung là ông Bầu Trung? Dạ. Trời ơi, huynh giỏi ông Bầu Trung. Dạ. Trời ơi. Ở cái hát mà hát đâu mà đi lang bang đây? Dạ, bữa nay em hát ở Bến Định á. À. Ngày mai em dọn vô súng gà. Ừ. Súng gà xong cái em vô súng vôi. Ừ. Súng vôi cái em về súng chiếu. Ừ. Súng chiếu cái em vô súng củi. Ừ. Súng củi mà hát ế, chắc em dọn vô súng. Dọn vô súng thang. Vô súng thang mày nướng gánh mày luôn. Ừ. Cái hát mà làm như chim cò vậy nướng. Trời. Cái hát gì hát đình hát sớm không vậy cha? Gánh nghèo sếp ơi. Gánh nghèo hả không? Dạ. Có cả không? Có. Ra đây nghĩ tới sếp nè, em đem một cọc thiệp ra đây nè. À, có cạc mời em út bạn bè của hát chơi không? Dạ. À, tối nay mày đón tao ha. Dạ. Đón tao. Dạ. Thôi mời bạn bè em út hát chơi. Có chuyện rớt sếp. Ừ, quên rồi. Tối nay mày đón tao. Dạ. Tao mời bạn bè em út coi hát rồi. Rớt nữa kìa. Chết cha, cái túi này lủng quá. Dám lủng lắm mà. Ừ. Coi coi. Ừ, rồi đi đứt rồi. Qua bên này. À, bên này thôi, tao có con ghệ ngon lành lắm. Dạ. Chiều nay mày đón tao rớt nữa kìa. Ủa. Rồi lủng nữa hả? Lủng nữa rồi. Rồi bỏ trên cho nó chắc ăn. Dạ, có chừng rớt nữa. À. Dạ. À, chiều nay mày đón tao ha. Dạ. Hát gần đây phải không? Dạ gần. Hát ở đâu? Dạ ngoài Quế. Ừ? Dạ chẳng nói dấu gì sếp, em mới dọn rồi hôm. Dạ bây giờ sếp muốn coi giờ phút nào cho em hay trước một ngày em cho đàn em nó lái máy bay chở sếp ra coi. Trời ơi, cái nát mày có máy bay nữa. Dạ, đoàn em 40-50 chiếc máy bay lận. Trời ơi, giàu dữ thần trời đất vậy. Dạ, máy bay bằng giấy không? Hả? Dạ, vì đoàn em ta hát tàn là ma cà tưng được không? Dạ, nó chơi cho bữa nào hát gần rồi sếp coi. Ừ. Dạ, bữa nào ra đây rồi sếp coi ha. À, bữa nào hát gần mời tao ha. Dạ. Mà cái nát mày hát ở Quế xa quá à. Mà tại sao mày xách vỏ đi đâu thăm ai nhiều như vậy? À, dạ chẳng nói dấu gì sếp. Tao nói cái hát của em lúc này em lu bù kim hết trơn á. Ừ. Em làm giám đốc nè, kim soạn giả nè. Ừ. Kim sếp đờ co nè. Ừ. Kim kép chánh luôn nữa, lu bù kim. Vậy mà em cũng bỏ gánh ra đây. Bỏ gánh ra đây làm chi? Để thăm thằng bạn chí tốt. Thôi mày, thôi chứ nói lăng nhăng. Dạ. Coi chừng mất mạng nha con. Tại chỗ này đâu quái chỗ giỡn chơi, tao bỏ tù cho mày chết mẹ luôn. Chá. Làm ơn thông cảm. Thông cảm mày gì? Cho em mất được nhờ. Mày nhờ cái chi? Em có thằng bạn tốt. Bạn mày? Nó đang bị nhốt ngoài này. Ừ. Nó tên là thằng Đặng Hoàng Minh. Bị lưu đày ra thằng này cồn đảo. Nay hay tin nó về đây được, em vội vàng quải gói ra đây, có đem theo mấy ổ bánh mì, một nải chuối và với mấy chai xa thì. À, thì ra thằng Minh ở trong khám này chuyên môn chai trường không chứ gì? Dạ. Nó ăn toàn là gạo lứt với muối mè không à? Dạ đúng rồi. Nhưng mà xui cho mày quá. Hả? Bộ nó bị tử hình hả? Ừ, gì tử hình mày? Dạ chứ sao? Rủi cho mày quá. Hết giờ thăm nuôi rồi em. À, cảm phiền mày về đi khi khác mày tới. Sếp thông cảm mà. Ừ. Lâu lâu ra đây một lần. Nè sếp. Thôi mà cái gì nè, cầm cái này hút đỡ đi. Cái gì đây? Thuốc. Cái gì đi? Thuốc. Mày lo lót hả mày? Không có hút mày. Mày hút lộ hả mày? Hút chơi. Cô táp phải không? Dạ. Xịn không? Tao chịu thứ này. Dạ. 5 phút thôi nha mày. Dạ. 5 phút là một gói. Dạ. 10 phút 2 gói. Dạ. 15 phút 3 gói. Đúng. 15 gói luôn. Đúng. Dạ. Mày đem lên đây cái 100 gói đi, tao cho mày ở đây cái 100 năm luôn. Dạ. Sếp nói chơi xui quá. Trời ơi, ra thăm tù mà ở cả 100 năm kiếm cháu nội cháu ngoại hay làm gì. Thôi nửa tiếng thôi. Được rồi, mày đứng xích bên để tao làm việc. Dạ. Ủa, bộ ai chạy ngược chiều hả sếp? Đâu có, tao tập hợp tụi nó lại đó. Ai vậy hả? Ráng sếp. Để tao tập hợp.
Dạ sếp. Tập hợp dạ. Đặng Hoàng Minh tập hợp Đặng Hoàng Minh tập hợp. Dạ thưa sếp, dạ xin lỗi sếp, bị tôi ở xa quá cho nên nghe thấy sếp kêu rồi tôi ra muộn, sếp thông cảm rồi sếp. Trời ơi, cái chân sếp sao vậy nè? Trời ơi, chết rồi, quá rồi. Tiêu sao rồi vậy mà. Sao vậy sếp? Anh Minh hả? Trời ơi, anh Minh ơi. Anh Trung trời ơi, anh Trung sao anh biết tôi đây mà anh ra vậy? Anh Trung nghe báo đang anh gần mãn hạn được đưa về đây rồi phải không? Dạ phải. Trời ơi, nhớ anh quá trời luôn. Tôi cũng nhớ anh quá. Anh anh khỏe không? Dạ thưa khỏe anh à. Ủa, không có bệnh hoạn gì sao? Dạ. Vậy sao tay chân ốm nhắc mà lạnh ngắt vậy nè? Dạ không, tay chân tôi bình thường anh à. Sếp, súng mà sếp xẻ ngược tôi ghê vậy. Nói chuyện được rồi, làm gì ôm nhau dữ vậy? Dạ sếp, gặp nhau cho tâm sự chút xíu mà sếp. Thì tao đồng ý cho tâm sự, nhưng mà ở đây không có được quyền ôm nhau, đứng xa nói chuyện, sếp, nghe không? Sếp thông cảm giùm cho tôi lâu gặp quá sếp. Thông cảm ha. Muốn nói chuyện gần không? Dạ. Đưa gói thuốc nữa. Dạ được, chút nữa em 10 gói luôn. 10 gói ha. Dạ. Đưa tao giờ đi. Dạ, giờ sếp đưa tiền là mua trước liền, chút nữa về tôi trả lại. Dạ. Chút xíu nhớ trả tao nha. Dạ. Rồi tự do nói chuyện đi. Dạ. Anh Minh. Trời ơi. Sếp, gì mà xỉa súng hoài vậy? Sao mày xốp vô hoài vậy? Dạ, đứng cả này được không? Được rồi, đứng cả này được đó. Anh Trung. Sao anh biết tôi đây mà anh ra thăm tôi vậy? Bởi tôi nghe báo đăng anh gần mãn hạn rồi. Anh ơi, chừng nào mãn hạn anh nhớ cho tôi hay trước, tôi ra tôi đón anh nghe. Dạ cảm ơn anh quá. Anh ơi, anh khỏe không? Dạ tôi khỏe anh. Gia đình tôi cũng khỏe hết anh ơi. Dạ. Có điều cái hát muốn dẹp rồi. Sao vậy anh? Hát ê quá. Ở ngoài này còn ăn chay không? Dạ thưa còn anh à. Tôi có đem chuối với bánh mì ra đây cho anh nè. Trời ơi, anh thiệt anh làm tôi xúc động quá đi. Thì ở đây nha. Dạ. Lấy chuối bánh mì cho anh ăn nha. Dạ. Chó. Chó. Mày ăn hổ mà chết mẹ mày giờ nha chó. Sếp. Sếp làm gì kỳ vậy? Gì kỳ? Gì sao muốn ăn nói tiếng làm gì kỳ vậy? Gì sao kỳ? Không có tao, con chó nó ăn hết rồi, ăn của mày rồi. Con chó nào đâu? Đó, con chó mới chạy đó. Chó phóc đó hả? Đồ thứ chó phóc hỗn hào. Ừ. Người ta chưa ăn mà tính ăn. Đồ thứ chó hỗn hào. Gì vậy? Dạ. Chó sao mà chỉ ngay mặt tao? Đâu, em chỉ chó mà tại em chỉ vòng nữa chứ. À. Dạ. Cho em nói chuyện lên chút nghe. Dạ. Anh Minh. Anh Trung. Ở ngoài này tháng lạnh tới rồi đó. Sao tôi thấy anh không có mặc áo lạnh gì hết trơn vậy? Thôi nó cũng quen sương gió rồi anh à. Nếu anh không chê tôi, đây, chiếc áo của tôi xin gửi lại cho anh. Mặc đi anh. Anh Trung, rồi anh lấy gì anh mặc? Ôi, tôi thiếu gì anh ơi. Nè, mặc đi. Dạ, đó. Dạ cảm ơn anh quá. Ủa, rồi sao không mang dép gì hết trơn vậy? Ôi, ở tù mà dép dài vậy anh ơi. Giỡn hoài, đi lao động mà không có dép mang đập đinh. Nè, tôi có đem đôi dép ra cho anh nè. Anh, thôi anh mua chi tốn kém vậy anh Trung? Không có mua, tôi lượm. Dép gì dép lượm? Khán giả đi coi hát là người ta về cái tôi lượm. Nè, dép này anh mang coi vừa không? Dạ. Nè. Trời ơi anh Trung ơi, đôi dép gì kỳ vậy? Tôi chết rồi. Trời ơi, tôi lấy lộn chiếc dép của nhỏ cháu trong đoàn rồi. Thôi anh mang thử đi, coi nào vừa tôi mua. Dạ. Một chiếc vừa lắm anh. Còn chiếc này cũng vừa nữa mà vừa được ngón à. Thôi ăn chuối nha anh. Dạ dạ. Nè, bánh mì nè. Dạ. Anh ăn đi. Đó. Anh lại ăn với tôi cho vui anh à. Anh ăn đi, tôi đứng đây được rồi. Dạ. Ăn đi. Ngon quá anh ơi. Nè, chuối nè. Tôi lọc cho anh ăn nha. Dạ. Dạ. Sếp cho em qua bánh chút nghe. Dạ. Anh Trung. Anh Minh. Sao mà chú rớt xuống đất rồi anh đút vô miệng ông ăn chi vậy? Hay lụm chuột phủ sạch rồi thôi anh ơi. Ăn đi anh. Ăn đi anh. Anh với tôi cho vui anh. Ăn đi. Dạ. Chú ngon lắm nha. Ngon chú quá. Tôi mua trong vườn lận đó. Dạ.
ăn đi. Ngon quá. Ủa, chỗ gì lên tay thấy sợ luôn anh. Sao nữa anh? Mới trái còn nửa trái à. Anh mới ăn đó mà. Ủa, tôi ăn hồi nào? Anh đã ăn hồi nãy đó. Ờ, vậy chắc tôi quên. Ăn đi anh, ăn đi. Dạ. Còn bánh mì nữa nè. Dạ dạ. Ngon quá anh ơi. Ngon ghê. Anh Minh. Dạ. Ủa, anh Trung ơi, sao báo giờ người ta đăng báo người ta khoét sẵn ba lỗ làm chi vậy ha? Cái này nó có đăng tin. Tin gì đó anh? Nơi đây chúng tôi có trị tai mắt mũi họng. Trị bằng chuối không à. Lên lấy cho ông ăn đi sếp. Chuối nè sếp. Bánh mì nè sếp. Ngon quá. Anh ngon không? Dạ ngon. Ăn đi. Anh Trung, anh làm gì anh Trung? Hả? Mắc nghẹn. Trời ơi, ăn từ từ được rồi, anh làm gì? Ăn đi, ăn tiếp đi. Dạ. Rồi rồi. Ủa sếp sao vậy? Ông mắc nghẹn nữa rồi. Vậy hả? Có sao không sếp? Xuống chưa? Cái gì? Nước. Nước hả? Dạ, ở đây nước đâu anh? Lấy chai xá xị cho ông uống anh à. À vậy hả? Dạ. À. Xá xị được không? Anh Trung, có chừng đổ. Rồi, hết rồi. Thôi sếp chút vô trọng kiếm nước mưa uống hả sếp? Cho em gặp nó chút xíu nữa nghe. Anh Minh. Dạ. Ăn nữa đi anh. Dạ, ăn đi anh. Hút thuốc đi anh. Dạ. Rồi anh nghe tôi kể chuyện nhà cho anh nghe nè. Chị Nhung vợ anh á, chị tệ lắm. Hả? Nhung ở nhà đã làm điều gì nữa phải không anh? Anh Minh, tôi ra đây là để cho anh hay đầu đuôi câu chuyện. Chị Nhung vừa gây tai biến khổ đau, làm sao xuyên rối loạn một gia đình của bạn bè thâm giao, đã nuôi cháu thù đến nên là người tôi hằng mong mãn hàng đài lưu về tả lỗi anh bằng với Kỳ Liên luôn cả anh. Tôi có công gì mà anh em phải bận tâm, có điều là chị Nhung vừa đến đó để gây chuyện trong lúc anh bằng đang dạy dỗ cháu Thu lo cho cháu được học hành để cháu an hưởng mai sau. Trời ơi, vậy mà nỡ lòng nào Nhung đến để gây chuyện, nhưng gây chuyện chi và gây bằng cách nào? Chị Nhung đòi phải có 5 tỷ đồng. Hả? Nếu không chị bắt lại cháu Thu. Vô lý. Vô lý. Tôi phải về. Tôi phải về trừng trị con đàn bà hiểm độc này mới được. Ê, mày ở tù sao về mày trừng trị nó được mày? Sếp, sếp làm ơn cho tôi đi phép 3 bữa tôi ra với sếp ngay. Thằng này nói chuyện nghe có cười của ta. Trời ơi, ở tù mà đồ đi phép. Trời ơi, đâu có được mày. Sếp không cho tôi cũng đi. Mày không được đâu người đi. Tôi đi, sếp làm gì tôi? Rồi tao ôm mày cứ ngắt là lấy gì mày đi. Sếp buông ra. Ta không buông đó. Buông ra. Ta không buông rồi mày làm gì tao? Nếu không tôi quay sếp sức tay sức chân hết. Ta không buông mày làm gì tao? Buông ra không? Không. Buông. Không. Buông. Không. Buông. Ủa trời, trong mắt quá trời ơi. Trời ơi, quá trời đau trời ơi. Trời trong mặt quá. Đất trời đảo lộn, vũ trụ quay cuồng. Tù tội sẽ đến với tôi. Bơ người ta, bơ mã tà, bơ vợ, đặng hoàng binh vượt ngục, tướng cướp bạch hải đường vượt ngục, bạch hải đường ngục. Mình ơi, mình mệt lắm phải không mình? Ai đó?
Dạ, em là Nhung, em mới về nè Minh. Nhung về đó hả Nhung? Dạ. Sao mày không chết ở đẳng luôn đi con quỷ? Rồi có tiền có bạc gì chưa mày? Dạ, không có Minh à. Tại sao chưa có? Bữa nay là đã đúng hẹn 3 ngày rồi, tại sao chưa có nữa Nhung? Dạ, em có đến đòi tiền. Em đòi bắt con không chịu nữa Minh à. Mày ơi, mày bắt con quỷ sứ đó về đây làm cái gì vậy hả Nhung? Mày tính bắt nó về đây đặng mày nuôi phải không Nhung? Để mày chờ thằng Minh chồng của mày á, nó mãn hạn tù về á, rồi vợ chồng con cái mày sum họp phải không Nhung? Dạ, dạ không phải như vậy đâu Minh à. Em cố tình đòi bắt con Thu lại là để người ta đưa tiền cho mình, chứ em đâu có thương yêu gì nó đâu à. Rồi người ta đưa được bao nhiêu mày? Dạ không có Minh à. Không có? Trời ơi, không có vậy là mày giết tao rồi Nhung ơi. Mày giết tao chết lần chết hồi chết rã thay, thì khi cơn tiền nó lên, chứ người ta không có biết làm sao bây giờ hả Minh? Không có tiền thì tao cho mày chết luôn. Trời ơi, tao nghĩ thân tao mà tao tuổi, lúc có tiền thì hút ngày hút đêm, nói cái gì mày cũng lo xong. Rồi bây giờ chỉ nhờ mày có chút việc. Dạ thì em khúc dài ngày chạy đêm, để lo cho mình từng trăm từng chục bạc. Nhưng mà bây giờ thì hết đường xoay sơ, em biết làm sao đào bới ra tiền. Trời ơi, làm sao tao sống nổi với cơn ghiền? Mày phải kiếm cho tao chút đỉnh liền, kéo cơn ghiền nó giết chết tao luôn. Mình ơi, em đã chạy khắp nơi rồi, nhưng tất cả đều chối từ. Không có tiền vậy tao cho mày chết luôn. Không có tiền tao giết mày chết luôn Nhung ơi. Mình ơi em lại, mình đừng đánh em tội nghiệp. Tao mình giết ơi mày. Mình ơi, mình ơi khốn nạn. Ôi, ôi. Khốn nạn ơi. Khốn nạn. Mày còn đứng đó mày khóc nữa hả con quỷ? Mày đi vô mày bán đồ bán đạc, mày đi mua thuốc cho tao nhanh lên không? Trời ơi, hết thuốc mà nhựa cũng không còn, chịu sao nổi đây trời. Mình mình ơi, mình ráng nhìn một cử nha mình. Em nhất định ngày mai sẽ có thuốc cho mình nghe mình. Đợi tới ngày mai chắc là mày chôn tao luôn à. Mình à, hôm ấy mình đọc báo đi, mình đọc báo cho quên thuốc nghe mình. Báo hả? Ôi, báo ơi, con nội nội. Báo có cái gì trong này mà coi. Con quỷ. Mày đi vô trong cái mâm hút của tao, mày kiếm cho tao một hai cái tàn mày đứng đó. Cái gì vậy Minh? Tao đi báo với nhà chức trách. Tao đi tố cáo với nhà chức trách. Minh à, Minh. Chuyện gì vậy Cao? Chuyện gì đây? Tin nhanh, hôm qua tướng cướp Bạch Hải Đường đã vượt ngục. Trời, anh Minh đã vượt ngục. Tôi biết ăn nói làm sao đây. Mình ơi, mình hãy về đây mà trừng phạt em đi. Nhung! À! Ba! Bà biết ăn làm sao nói làm sao với tôi nữa hả bà? Tội lỗi của bà đài ải tôi suốt 14 năm trong lao lý chưa đủ sao bà? Em lại mình. Đứng lên đi. Ngồi xuống đó. Ngồi. Dạ ngồi. Trước hết, bà vui lòng bà cho tôi biết ai đi tố cáo tôi trước nhà chức trách. Nói. Dạ em. Là bà. Ai ăn cắp chiếc nhẫn xoàng của chị Liên? Dạ. Bà nghe tôi hỏi cả. Nói. Dạ cũng em. Cũng là bà. Tại sao bạn cấp bà không nhận? Bà đổ lỗi cho tôi để tôi mang nhục với bạn bè. Dạ tại sao?
Tại sao? Và tại em lỡ vậy. Rồi bà cấp bà cho ai? Bà cho ai? Em tình của em. Khốn nạn. Bà khốn nạn. Còn con Thu, con Thu con của bà, vợ chồng anh Bằng đã nuôi nó khôn lớn như vậy, đáng lý bà phải đến đền ơn đáp nghĩa người ta. Đằng này bà đến bà làm tiền, bà đòi tố cáo người ta. Tại sao bà vô lương tâm vậy bà? Tôi sẽ giết bà. Mình, mình ơi em xin mình hãy xót thương. Quang hồng mà chăm chế cho em, bởi vì mù quáng nên quên nghĩa Tào Khang. Bà cũng nhớ Tào Khang. Với tối tài trời đã phá hoại gia can, dù phải chết đi em cũng vui lòng. Chớ em biết chi, một cuộc đời đầy tội lỗi. Dù hôm nay đây mình giết em đi cũng chưa đời kinh. Tôi nhưng mình chỉ gây thêm tội lỗi cho mình. Hay là mình để cho em được tự xử lấy em. Tôi bà Nhung ơi, ra trả tiền xích lô cho ông Cang nè bà Nhung ơi. Chết rồi, nó về. Nó đi đâu về? Dạ, nó đi tố cáo với nhà chức trách. Hả? Tốt lắm, tốt lắm. Tôi sẽ giết nó chết trước. Tôi giết bà chết sao? Không, không. Mình phải được tự do để lo lắng cho con Thu. Thân em đâu có kể gì mình ơi. Mở cửa cho nó vô. Không, không. Mình phải được tự do để lo lắng cho con Thu. Thân em đâu có kể gì mình ơi. Em lại mình ơi, em lại. Bây giờ mình, bà muốn tôi quỳ tôi lại nó. Tôi quỳ tôi lại nó phải không? Hả? À, không, không phải như vậy đâu mình. Hay là mình hãy tạm lánh mặt vào trong để em được tự xử với nó. Được. Lần sau cùng tôi nghe lời bà. Lần sau cùng tôi nghe lời bà. Nhung ơi, Nhung, Nhung, con quỷ, tại sao mày ở miết trong này vậy mày? Tại sao mày không ra ngoài này để mày nghe thằng Xích Lô nó chửi nát tao vì 200 đồng bạc? Tại sao mày đối xử tàn nhẫn với tao vậy hả Nhung? Tao sẽ giết mày. Mình tao ơi, giết mày bữa nay. Mình đừng đánh em, tôi nghiệp em mình ơi. Tao giết mày. Mình à. Tao giết mày à. Tao giết mày chết luôn à. Mau, thằng khốn nạn, mày đánh giặc tao tàn nhẫn đến như vậy sao? Dám chửi tao khốn nạn hả Nhung? Tao giết mày bữa nay. Tao giết mày Nhung ơi. Tao giết mày. Tao giết mày. Khốn khổ cho mày chết luôn. Cho mày chết luôn. Khốn nạn. Ngon. Bữa nay mày dám chửi tao hai lần khốn nạn hả Nhung? À, tao biết rồi. Chắc là mày nghe cái thằng Minh, tướng cướp Bạch Hải Đường, chồng của mày, nó vượt ngục về đây. Cho nên mày hy vọng nó sẽ làm hiệp sĩ, nó phi thân vào đây để nó cứu mày phải không Nhung? Mày lầm rồi. Tao đã đi tố cáo với nhà chức trách.
Một lát họ đến đây họ bao vây bảo vệ cho tao. Nó mà bén mảng tới đây hả mày, tao thộp cổ nó, giao cho nhà chức trách đài nó đi côn đảo cho nó ở tù rụt xương luôn. Tưởng gì ăn cướp giặt ai mà ngán mày. Khốn nạn, mày không được nói xấu chồng tao. Cái gì? Chồng mày hả? Chồng mày hả? Khốn nạn, người ta đi ăn cướp nhưng người ta không hèn hạ như mày. Mày là thằng sợ khanh điếu giả, chuyên sống chéo áo đằng bạc khờ dại. Ngon ha, ai mày dám xài nặng với tao nữa hả Nhung? Rồi tao sẽ cho mày hưởng mùi dây nịch da này, thử coi mày có câm cái miệng mày lại không ha. Mày gan ha. Mày đứng lại không? Mày chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Đứng lên mày. Mày nằm da hả? Đứng lên. Tao sẽ cho mày ăn cái đầu dây nịch da này, thử cho mày biết gan, rồi mày biết tay tao. Đừng yên. Mày bước tới, mày bước tới tao đâm mày liền. À, ngon. Bữa nay mày tính làm nữ hiệp sĩ phải không? Được, tao sẽ cho nữ hiệp sĩ đụng với hiệp sĩ ghiền. Mời mày, không cần dây nịch luôn. Tao đâm mày, tao đâm mày. Ngon hả? Đâm hả? Mày đâm mày. Trời, chết luôn. Cho mày chết luôn. Chết luôn. Chết luôn. Căng. Bớ người ta. Bớ người ta. Tao giết mày bữa nay. Bớ cảnh sát. Bớ cảnh sát. Bớ. Minh. Minh. Mày dám vượt ngục trở về đây à? Được. Tao sẽ cho hai đứa mày chết chung cho vui. Đồ khốn nạn. Chết. Tao sợ. Tao lại mày Minh ơi. Tao lại mày Minh ơi. Mày đừng giết tao Minh ơi. Mày đừng giết tao Minh ơi. Tao lại mày Minh ơi. Được. Tao không cần giết một thằng ghiền như mày. Tao cảm ơn mày Minh ơi. Nhưng mày phải cầm dao này tự xử lý mày. Không, không. Cầm. Dạ, không, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Hãy tha cho tôi. Hãy tha cho tôi. Nhu Nhược. Nhung. Nhung. Tỉnh lại đi em. Tỉnh lại đi em. Nhung ơi. Tỉnh lại. Thằng khốn nạn. Mày mà cố giết mày. Mau, mau. Một lần nữa tôi giết người, nhưng lần này tôi không hề ân hận, vì tôi đã trả xong mối hận nó đài ải cuộc đời tôi. Bây giờ tôi phải đi nạp mình đền tội. Anh Minh, anh khoan đi đã. Nhung, anh hãy ở lại với em vài giây phút cuối. Nhung, mình ơi, dù tình nghĩa của chúng ta nửa đường gian giờ, nhưng kỷ niệm của 3 năm hương lửa vẫn còn đang mang chất nặng ở trong lòng. Nhung, tỉnh lại em. Nhung ơi. Một khoảng thời gian chẳng vui mặn nồng, khi gặp lại nhau thì ân tình lỡ buồn, chết dở linh hồn khóc chuyện ly tan. Nhung, nay anh đã về, anh cần gặp lại con. Nó đã vắng tình cha từ khi rời xưa mẹ, vậy anh hãy vì con mà niệm tình tha thương
cho người bạn gói chăn đã phụ nghĩa dòng tình. Dung, ráng tỉnh đi em, anh sẽ gọi xe đưa em đi bệnh viện nghe Dung. Muộn rồi, muộn lắm rồi. Dung, mình, em lại mình, xin mình hãy tha tội cho em. Dung, em phải sống, em sống em lo cho con. Còn anh thì anh không thể nào anh ở đây được. Nhung ơi, em đừng quên anh là tên tù vượt ngục án 20 năm biệt xứ lưu đày. 14 năm qua đối với anh là những chuỗi ngày dài. Nay gặp lại em thì hết hờn hết giận, anh vẫn thèm nghe tiếng khóc của trẻ thơ. Con thú bây giờ nó đã ra sao, liệu gặp lại anh nó có nhận ra tình phụ tử, hay nó cũng thờ ơ cho anh buồn anh tôi. Anh nhớ anh thương cho ngân lệ đứng trong. Nhà chức trách đã đến rồi. Nhung, mình hãy trốn đi. Không, trốn đi mình. Anh không thể nào xa em trốn được. Trốn đi Nhung. Anh Minh, anh lại giết người một lần nữa à? Dừng. Các thầy chuẩn bị. Kì, chị Nhung, tại sao chị bị trọng thương như thế này? Anh Bạc, chị Nhung bị hành hạ nhẫn tâm, chính tôi đã giết chết hai Cang. Không, anh Bằng, tôi là thủ phạm. Không, tôi. Anh Bằng, anh nghe tôi nói, tôi giết chết hai Cang như một con chó ghẻ. Lời cuối cùng của một người sắp chết, tôi xin anh cho anh Minh được gặp lại con thú. Hứa đi anh, anh hứa đi. Được, tôi sẽ làm theo lời của chị. Hai thầy, lái xe đến nhà, rước vợ tôi đến đây gấp nhé. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Nhưng anh Bằng, tôi nhắc cho anh nhớ, chính tôi là thủ. Chị Nhung, Nhung, Nhung. Hết rồi, hết tất cả rồi Nhung ơi. Thôi rồi còn gì đâu em ơi, chỉ còn lại chán dư âm thôi. Em ơi sao đắng môi. Yêu rồi tình yêu sao chua cay, men nào bằng men thương đâu đây. Người bỏ ta mưa bay, con đường mình đi sao chông gai, bước vào đời quá bao nay. Em ơi sao đắng cay, vui đành vui xấu trong tâm tư. Hết rồi còn chi đâu em ơi, hết rồi còn chi đâu em. Hết thật rồi Nhung ơi. Anh Minh, ông cũng là số mạng. Dù anh có khóc than thế nào, chị Nhung cũng đã chết rồi. Bây giờ anh có còn điều gì để nói với tôi nữa không? Anh Bằng, số phận tôi phải trở ra đạo. Nhung, vợ tôi đã chết rồi. Hai Cang tôi cũng đã giết hắn. Ân oán xưa coi như đã trả xong. Bây giờ anh làm ơn làm phước cho tôi gặp lại con tôi trước giờ vĩnh biệt. Được, tôi sẽ làm theo ý của anh. Anh Bằng, khi con tôi tới đây, anh đừng cho nó biết tôi là cha ruột của nó nghe anh.
Tại sao vậy anh Minh? Tại sao vậy anh Minh? Vì tôi không muốn con tôi nó biết được cha của nó là một tên ăn cướp sát nhân, một thằng tù dược ngục. Mình ơi! Mình! Ba! Mình! Anh Minh kìa! Anh Minh! Anh Minh! Chị Liên! Anh Minh! Anh Minh! Anh Trung! Anh Minh ơi! Anh Trung! Bạn bè mình hết mong số 1 rồi phải không anh Minh ơi? Ba! Ba cho gọi mẹ và con đến đây có chuyện gì vậy ba? Mình à, có chuyện gì với mình? Mình, chị Nhung chết rồi. Trời ơi, chị Nhung, chị Nhung. Phù, con hãy bước ra đây. Con hãy nhìn coi con có biết ông này là ai không? Dạ, ông này là ai vậy ba? Ông này chính thật là... Anh Bằng, bác của con. Một người chẳng những đối với con có thâm tình, quyết nhục, mà cũng là người đã xa con 14 năm dài đằng đằng. Anh Minh, xin anh hãy niệm tình tha thứ lỗi. Đừng trách vì sao tôi nói lên sự thật mà anh đã cố tâm chôn kín đến muôn đời. Anh Bằng, tôi nói cháu Thu đây mới chính là người mà cháu em phải tôn thờ. Anh Trung, tôi vì đây là cha ruột của cháu đã bị lưu đày vì do sự phản bội của người vợ trách nết gan tâm, nay bị tình phụ tử thiêng liêng mà ba của cháu mới vượt ngục trở về đây để tìm lại một đứa con đã xa nhau 14 năm trời. Trời ơi, đây là cha ruột của con. Phải, lời bác Trung nói là sự thật. Người này chính là cha ruột của con. Cha, cha. Con, cha. Con, cha. Giờ phút này con mới biết mặt cha thì cũng làm cho con chùa xót nghẹn ngào. Con, cha. Con, cha. Đừng khóc nữa con. Cha, 14 năm qua con đã sống trong hạnh phúc sang giàu, nhưng con nào hay con nào biết cha ruột của mình bị lưu đày vậy con đảo quạnh thiếu, rồi hôm nay mới được trùng phùng tương ngộ, tưởng đâu con sẽ đáp đền ơn nghĩa thâm sâu, nhưng con ngờ đâu chỉ được gặp nhau trong giây phút rồi lặng lẽ đau thương trở lại chốn lao tù. Con, cháu Thu, con người đàn bà nằm kia chính là mẹ ruột của cháu, một người mẹ tội lỗi đã lìa trần khi biết mình hối hận ăn năn. Mẹ, mẹ, mẹ. Chị Nhung, chị nằm đây nào có hay có biết, chị có nghe chăng tiếng nức nở của con khờ, chị có thấy chăng nét mặt khổ đau vàng vò của người chồng, mới 14 tuổi đầu mà con tôi đã làm chi nên tội mà phải xa lìa tình mẹ ngăn cách tình cha. Đến khi gặp lại những gì thiêng liêng ấy thì cha sắp quay lưng trở vào dòng lao ly. Còn mẹ thì hỡi ơi không thấy, chỉ còn lại trơ trơ một cái xác không hồn. Chị Nhung, mẹ, mẹ.
Thôi, đừng khóc nữa con. Thu ơi, giờ phút này con rõ ràng câu chuyện, chuyện đáng đau suốt 14 năm qua. Gặp lại con là cha mãn nguyện lắm rồi, dầu mai này cha phiêu bạc phía trời xa, cha cũng cầu trời khẩn Phật cho con được hạnh phúc bình yên. Và con hãy xem cha mẹ nuôi như là cha mẹ ruột, vì công ơn dưỡng dục sánh tờ biển trời. Anh Bằng, chị Liên, tôi xin quỳ lại anh chị một lại này để đền ơn đáp nghĩa. Anh chị hãy xem như tôi đã chết, và hãy xem Thu như là con ruột của anh. Anh Bằng, cho các thầy đưa tôi ra xe đi. Thu, cha đi nghe con. Ba, ba ơi, con mới vừa gặp ba thôi, mà bây giờ ba bỏ con mà đi sao ba? Số phận đã an bài rồi con ạ. Ba. Thôi, đừng khóc nữa con. Vĩnh biệt con. Nước mắt rơi rơi, phút cuối chia phôi, khóc kịp bờ giờ, trong nhau một lần cuối, còn gì đâu hay chỉ thương đau. Còn một lần cuối, tay trong tay, mai đây xa rồi, như chim trong lòng đau thương ra rời. Còn gì đâu ước mơ một ngày nào đó không bao giờ đến, cầu xanh cơ cầu đành phải xa ngang.